Hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm với đĩa Moment và tìm điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. Dụng cụ thí nghiệm của chúng ta ở đây là đĩa Moment. Chúng ta sẽ tiến hành gắn vật. Và cụ thể ở đây là các quả cân. Thầy sẽ tiến hành gắn hai quả cân. Và mỗi quả cân như thế này có khối lượng lần lượt là 50g. Thì hai quả cân sẽ là 100g. Gắn nó nhờ hệ thống dây dẫn và nhờ chốt giữ. Như vậy ở đây chúng ta đang có hai quả cân với khối lượng là 100g. Ta sẽ dịch chuyển cái điểm moment lên một tí và chúng ta gắn ở vị trí là 80mm so với tâm quay. Ta thu ngắn cái dây lại cho nó ngắn ngắn cho nó dễ quan sát. Rồi chúng ta tiến hành treo vật và treo hệ thống này vào đĩa moment ở vị trí 80mm so với tâm quay. Thì các bạn thấy rằng cái đĩa moment này sẽ thiết lập một cái trạng thái cân bằng và cái giá của cái vật mà chúng ta vừa gắn nó sẽ đi qua trọng lực, đi qua tâm. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn về phía bên kia một cái vật có khối lượng là 50g. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn tại vị trí nào để chúng ta có thể thiết lập được cái vị trí cân bằng. Thì thầy sẽ tiến hành gắn 4 vật luôn cho nó nhiều nha. Và thầy sẽ tiến hành gắn ở vị trí là 40. Và chúng ta sẽ tiến hành gắn 4 vật để coi thử nó có thiết lập được cái vị trí cân bằng hay không. Vật thứ nhất chưa thấy gì. Vật thứ hai cũng chưa thấy gì. Gắn tiếp vật thứ ba. Và cuối cùng vật thứ tư. Chúng ta phải để cho nó ổn định. Thì lúc này các em thấy rằng cái đĩa này đã thiết lập được một cái trạng thái cân bằng. Thế điều gì xảy ra nếu chúng ta gắn thêm một vật nữa là vật thứ năm đi? Thì trạng thái cân bằng này liệu có còn hay không? Các em thấy trạng thái cân bằng này sẽ bị phá vỡ ngay tức thì. Và lúc này tất cả các vật này giá của nó đều đi qua tâm hết. Thế bây giờ thầy lại tiếp tục gỡ vật thứ năm ra. Thì điểm moment đã thiết lập trạng thái cân bằng. Thì dạng cân bằng này ta gọi là cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Thế tại sao lại có sự cân bằng này? Thì các em thấy rằng đối vật bên trái của chúng ta thì chúng ta có hai vật với khối lượng là 100g. Và khoảng cách từ điểm treo, tức là giá của lực, đến tâm quay là 80mm. Cho nên moment lúc này sẽ bằng F1 nhân D1. Và F1 là lực, và cụ thể ở đây là trọng lực là 100g. 100g là 0,1 nhân g. Nhân cánh tay đòn và khoảng cách từ tâm quay đến giá của lực là 80mm là 0,08. Và chúng ta tính moment của cái lực bên phải gây ra. Và
Cụ thể ở đây là chúng ta có 4 bậc và khối lượng của nó là 200 gram. Thì trọng lực của nó là 0,2 × 10. Và cánh tay đòn của nó là bao nhiêu các em này? 40 là 0,04. Thì ở đây thì các em thấy rằng M1 như thế nào? Bằng này. Và đều bằng bao nhiêu? 0,08. Như vậy sở dĩ cái đĩa này đã thiết lập được trạng thái cân bằng là vì trọng lực của vật bên trái gây ra một cái moment là M1, trọng lực của vật bên phải gây ra một moment là M2, và hai cái moment này, moment M1 có